tuyết thiếu chị Hương ạ. Họ chưa đến thấy giờ xuống chả biết được. Dạ. Ở trên nhà ngày sinh thế. Cảm ơn Chúa, chúng ta bắt đầu nhá. Amen. Chúng ta bắt đầu. Không nghe thấy tiếng như sao ấy. Ok được. Chúng ta biết là bạn nghe mình là ok rồi. Dạ. Chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Anh chị có điều gì để mình cùng cầu nguyện đây không? Cảm ơn cho Huệ đi về bình an. Cảm ơn Chúa. Có điều gì nói ngắn không? Alo? Huệ có nghe không? Dạ có ạ. Ừ, có điều gì nói ngắn không? Khích lệ không? Ồ, cảm ơn Chúa. Vâng, em chỉ biết cảm tạ Chúa. Mọi người cảm tạ Chúa. Chúa đưa em đi Berlin về bình an. Huệ đi Berlin giống như là cá từ biển lên rừng thăm xong rồi đi về. Vẫn sống sót. Cảm ơn Chúa. Chúa cho về hội thánh Berlin được thờ phượng Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Thấy đứng lên làm chứng hả? Vâng ạ. Em làm chứng cái hôm mà em đi trên xe autobus. Vâng, Chúa vâng. Bao phủ hết trên em. Vâng vâng. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta cùng cầu nguyện nhá. Cầu nguyện. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa cho trong nhóm thì có hai người mất ngủ thì Chúa cho ngủ lại dần dần được rồi. Amen. Cảm được ơn nhiều Chúa. Rồi. Vâng, cảm ơn Chúa thì dần dần Chúa ban phước cho cái giấc ngủ nó hoàn toàn rồi Chúa ban sự chữa lành. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cầu nguyện nhớ đến hơn 2 tuần nữa là trại phục sinh. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con xin lời cảm ơn Ngài cho thời gian này chúng con được cùng ngồi lại với nhau. Muốn cầu nguyện xin biết Chúa Giêsu Christ Ngài bao phủ Ngài tẩy rửa trên chúng con. Trong danh Giêsu Christ chúng con cảm ơn chúng con cầu nguyện cho chị Tuyết trong giờ này cũng đang mệt, đang bị có cái triệu chứng mà cảm cúm, mệt mỏi, đau người. Con cầu nguyện sự chữa lành hoàn toàn đến chị Tuyết. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa đưa đường Huệ đi về trong một sao toàn bình an. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho những anh chị em chúng con cùng ngồi nghe và Ngài có mặt khắp mọi nơi. Chúng con cầu nguyện kêu gọi huyết Giêsu và lửa nhân linh Chúa Ngài trên chỗ nhà của Hoa tại Phu-đa trong danh Giêsu Christ tại Nazareth. Chúng con chúc sự bình an cũng như là trên nhà của cháu tại của nhà Hoa tại bên Slovakia, Slovenia. Trong danh Giêsu Christ con cầu nguyện huyết Chúa Ngài bao phủ lên trên chỗ nhà Hồng. Trong danh Giêsu Christ tại Gian Phra 25, trong danh Giêsu Christ chuẩn bình an tại nơi đó trên nhà bà Thảo, trong danh Giêsu Christ mà trong danh Giêsu chúng con cảm ơn Ngài ở tại vùng Đô Nô Việt, tại trên Ninh Thủy, trong danh Giêsu Christ tại Frontmüller Fraser 28, trong danh Giêsu con cầu nguyện huyết Chúa Ngài bao phủ Ngài ban ơn chuẩn bình an tại nơi đó, kêu gọi huyết Chúa còn lửa lên chỗ này bao phủ trên vùng qua mác đỏ ở chỗ nhà Huệ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ca ngợi và chúng con tôn cao dòng huyết Giêsu, chúng con tôn cao dòng huyết Giêsu ở trên chỗ nhà ông Thắng, anh chị bà Hòa trong danh Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa cho tất cả anh chị em chúng con đang nghe chỗ chị Hà ở trên vùng Freiburg, trong danh Giêsu. Chúng con cảm ơn trên gia đình con và anh chị em chúng con. Còn cầu nguyện ứng dụng làn roi của Giêsu ở trên chúng con đời này. Chữa lành những sự đau yếu và Ngài cất đi sự mệt nhọc. Chúng con đến với Chúa Giêsu và theo lời hứa của Ngài đó là Ngài ban, Ngài cất gánh nặng cho chúng con. Chúng con trao gánh nặng lên cho Ngài và chúng con tiếp nhận sự nhẹ nhàng nơi Chúa Giêsu. Giêsu ơi, giờ này đây cho chúng con được học nơi gánh nhẹ nhàng từ nơi Chúa. Chúng con mời Đức Thánh Linh và chúng con xin Thánh Linh Chúa Ngài dẫn dắt chúng con, giúp đỡ chúng con, cho chúng con được hiểu lời của Ngài trong giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con sống được là chúng con bởi và sống được là bởi lời của Đức Chúa Trời trong giờ này. Con cầu nguyện để lời của Đức Chúa Trời đến với chúng con trong giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúng con dâng mọi vinh quang, uy quyền, thế lực, vinh hiển lên cho Ngài. Ngài thăm viếng chúng con và chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa, chúc an phước. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Yeah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta dở ra Roma cho em nhé. Roma. Dạ. Đây xem trong Roma. Như tôi mình cùng đọc trong Roma
chương 1 từ câu 18. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh em chúng ta cùng mình cùng đọc được không? Amen. Amen. Alo. Vâng, chào Thủy. Thủy có nghe được không? Không nghe được à? Cảm ơn Chúa. Vâng, cảm ơn Chúa. Vâng, vâng. Thế thì để nối máy nhé. Thủy có điều gì thấy khích lệ là Chúa nhậm lời cầu nguyện gì à? Thấy ghi lên trên đấy. Thấy ghi ở trên đấy là bảo Chúa nhậm lời cầu nguyện gì đấy của Thủy đấy. Chúa ban phước đấy, Chúa ở trên trời đấy. Chắc là trong công việc à? Đấy, người nào mà được chữa lành chưa? Người nào mà hôm nọ mà ấy, đi bệnh viện ấy. Vâng, vâng. Ok, cảm ơn Chúa. Thế chứ bây giờ thì mình thì cùng nghe nhá. Mọi người cũng vừa mới bắt đầu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta mình cùng đọc trong Roma 1 từ câu chương 1 từ câu 18 anh chị em nhá. Chúng ta cùng đọc vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ rồi. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng du dội ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điều thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính tờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng được dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho những sự tình dục xấu hổ, và vì trong họ có những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng đáng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đạo phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, tràn chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, tức sượng, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự dữ, và không mừng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Cảm ơn Chúa cho lời của Ngài. Hôm nay chúng ta xem ở đây là bài học về nói về thần tượng đấy. Những thần tượng, và điều cơ bản đầu tiên là chúng ta có thể hiểu hơn về thần tượng. Thần tượng tuy là những cái tượng tạc lên, nắm dựng lên, nhưng mà nó cũng có những cái thần tượng, nó bắt đầu từ trong tấm lòng, trong đầu óc, trong lòng của chúng ta. Như tôi có đưa ở trong cái trong bài học ấy, đó là thần tượng, cái định nghĩa thần tượng ấy, có người đưa ra đó là cái gì đó chiếm hữu đời sống chúng ta, mà chỗ đó đáng ra dành cho Đức Chúa Trời. Đó là nơi thiêng liêng, nơi tâm linh trong tâm can, tâm khảm, và bắt tôi phải lệ thuộc, bám víu, và nó hút hết sự tập trung năng lượng, công sức, tiền của. Có nghĩa là trong đời sống, trong lòng của chúng ta đấy anh chị em, thì có một cái chỗ gọi là chỗ thiêng liêng. Tôi có một lần tôi suy nghĩ rằng tại sao mà
mà người ta lại gọi trái tim nó quan trọng như vậy. À, khi mà tôi suy ngẫm về lời của Chúa thì tôi mới phát hiện ra một điều. Đó là bởi vì sao? Bởi vì lời Kinh Thánh nói rằng hay là sự sống hay là hồn sống nó nằm ở trong máu, nó nằm ở trong huyết, mà máu chảy về tim, có đúng không ạ? Máu nó chảy về tim, cho nên tim là cái trung tâm nơi cung cấp, nơi cái truyền tải và để mà máu được lưu thông, nơi là trung tâm, cái center của nơi máu hoạt động, thì đó là quả tim. Và lời Kinh Thánh nói rằng đó là hồn sống ở trong máu. Vì vậy cho nên là con người không biết nói gì, tức là lấy cái tim là cái nơi mà đó là cái nơi quan trọng của cái tâm hồn, của cái linh hồn chúng ta. Đó là nếu mà nói về cái thân thể, cái em nói về trái tim đối với con người, người Việt Nam mình nói thì nghe nó không quen bằng người Tây. Người Tây thì họ dùng hết thì nói rất là rõ, nhưng mà chúng ta có dùng tấm lòng, cái chữ tấm lòng với tim ấy, nó cũng là một. Amen không ạ? Tim chúng ta, tim Chúa trong lòng là chỉ tim Chúa ở trong tim, nó cũng là một với nhau. Nhưng mà để chúng ta hiểu rằng đó là cái nơi trung tâm, mà nơi mà sự sống của chính chúng ta, đó là nơi huyết đổ về đấy, thì mà nơi đó thì cũng giống như vậy đây, nó cũng ở trong cái hình dung như vậy. Thì chúng ta thấy ở trong đời sống chúng ta có một cái nơi trung tâm, một nơi thiêng liêng mà chúng ta không nhìn thấy được, chính chúng ta không nhìn thấy chỗ đấy, nhưng mà nó có rất là rõ của chúng ta. Những điều đó chi phối hết mọi hoạt động trong đời sống của chúng ta. Những cái nơi trong chính trong nơi thiêng liêng ấy, chúng ta tôn thờ cái điều gì, chúng ta coi nó là quan trọng ấy, mặc dù là chúng ta không thấy rõ, nhưng mà nó lại chi phối rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta xem cái bài học trong ngày hôm nay, Roma, chúng ta để mà hiểu cái điều này tôi nói ngắn gọn, đó là Roma là một cái nơi thủ phủ, là một nơi đế chế trong thời đó, là một nơi trung tâm của nền văn minh, của nền văn hóa ở trong thời đó. Và Tin Lành ấy là thường là đánh vào đầu não. Tin Lành thường là đến vào cái nơi trung tâm. Chúa Giêsu từ này Nazareth, mà ngài lúc mà ngài bắt đầu chức vụ thì ngài đến Capernaum. Capernaum là nơi sầm uất nhất ở trong cái miền Bắc xứ Israel trong lúc đó. Nên cảm ơn Chúa anh chị em, chúng ta thấy ở trong cái đoạn này cho chúng ta thấy được rằng đó là Phaolô có nói về cái thần tượng. Và khi mà chúng ta đọc trong cái đoạn này, chúng ta thấy rằng cái điều này nó còn ứng nghiệm cho đến ngày hôm nay anh chị em. Điều nó còn cho đến ngày hôm nay ấy, chúng ta vẫn còn thấy cái điều này nó ứng nghiệm tiếp tục nữa. Dường như là khi nào mà con người ấy đang còn sống trên đất này, thì dường như là mà khi mà Chúa Giêsu chưa trở lại để mà thiết lập vương quốc nước 1000 năm ấy, thì cái nan đề và thần tượng này nó vẫn còn, bởi vì nó giống như là lời Chúa nói rằng đó là cả thế gian thuộc dưới quyền ma quỷ vậy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đi các câu nha. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Cái sự ăn hiếp lẽ thật hay bắt hiếp lẽ thật này nó là kìm giữ lẽ thật. Có nghĩa là lẽ thật thì giữ ấy, nhưng mà không cho lẽ thật hoạt động ra, không cho lẽ thật bung ra. Anh chị em biết là có những điều trong Kinh Thánh mà chúng ta học đây này, đó là những cái chân lý trong Kinh Thánh, nhưng mà có một cái thế lực ấy, nó không muốn cho con cái Chúa hiểu hết lời Chúa. Ví dụ như là từ bao nhiêu đời rồi, trong thời Trung Cổ, người ta trong thời Trung Cổ là có những cái đội Inquisition, là những cái đội thanh trừng về tôn giáo của bên nhà thờ Công giáo, mà họ đi bắt những người con cái Chúa đọc Kinh Thánh, và họ nói rằng người nào đọc Kinh Thánh là đưa lên giàn hỏa thiêu. Đó là những cái mà nó cái linh của thế gian này nó cầm giữ, và thậm chí nó còn kìm giữ trong cả tôn giáo này anh chị em. Nên chúng ta thấy là cơn giận của Đức Chúa Trời ấy, là trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Anh chị em xin chúng ta nói chữ không công bình. Ở đây là cái từ chìa khóa là không công bình nha anh chị em, bởi vì cao điểm là tội lỗi, đó là chính là sự không công bình. Tội lỗi này nó chúng ta nghĩ rằng nó là cái tội này xấu xa này thế kia, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó là công bình hoặc không công bình. Nên là cái tội lỗi cao điểm của nó, để mà hiểu định nghĩa cái lỗi của tội lỗi đó là sự không công bình. Và cảm ơn Chúa Giêsu đến để chịu chết để chúng ta được xưng công bình ở trong Chúa Giêsu. Amen. Amen, cảm ơn Chúa. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó ra cho họ. Cảm ơn Chúa, ở đây ấy là Đức Chúa Trời tỏ ngài tỏ điều tỏ về Đức Chúa Trời, tỏ về ông trời, như trước khi chúng ta chưa biết Chúa Giêsu, chúng ta biết về ông trời, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, đúng không ạ? Tức là chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời qua văn hóa, nhìn biết Đức Chúa Trời qua những xung quanh, bởi qua vũ trụ, qua thế giới. Câu 20. Bởi những sự tròn lành của Đức Chúa Trời mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh của ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của ngài, cho nên họ không thể bào chữa mình được, không thể chữa mình được. Tôi đọc câu này mà tôi thấy rất là thích, cảm ơn Chúa. Về mà chúng ta thấy rằng đó là nhìn xung quanh, nhìn cảnh vật, nhìn tất cả mọi sự, chúng ta thấy được rằng đó là Đức Chúa Trời ngài có tồn tại, ngài có một Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phaolô rao giảng, tôi nhớ là rao giảng ở
trong một thành mà khi ông mới bắt đầu rao truyền ấy, có lẽ là Litra hay là Iconi gì đấy, thì trong cái thành đấy ông nói rằng ấy, đó là trong một cái thành mà nơi thành đó là mà họ nói rằng ấy, họ nói rằng họ bắt đầu tôn Phaolô lên, bảo Phaolô bắt đầu xé áo mình, gọi Phaolô là thần. Phaolô xé áo mình bảo không, tại sao lại thờ chúng tôi? Và lúc đấy Phaolô nói rằng ấy, Đức Chúa Trời là đã ban phước cho quý vị, Đức Chúa Trời ban phước cho mọi người từ khi mà trước khi chúng ta đến đây ấy, là Ngài cũng đã ban phước rồi. Ngọn mọi người cầu mưa cầu nắng, ban phước đồ ăn vật uống và mùa màng đầy đủ và lòng vui vẻ. Đức Chúa Trời đã ban phước rồi, nhưng mà hôm nay bây giờ là Ngài sai con của Ngài đến, là Chúa Giêsu Christ, để định cho chúng ta một ngày, đó là ăn năn để được trở lại sự cứu rỗi. Amen. Nên ấy là đây chúng ta thấy là đó là trước đó chúng ta thấy đó là Chúa Ngài ban phước. Chúa Ngài ban phước cho và Ngài mở mắt cho chúng ta thấy là đó là có Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời, câu 20 nói rằng đó là những sự trọn lành của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh của Ngài. Bổn tánh đây là nhân đức đấy anh chị em. Đây là nhân đức của Đức Chúa Trời đấy. Đây là những cái sự nhân từ của Chúa đấy. Thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Thì chúng ta cũng nói từ buổi sáng thế. Buổi sáng thế. Mà ngoặc đóng ngoặc nha. Ở đây mọi người có bao giờ bị bối rối khi nghe nói rằng đó là trái đất, có người nói ô cái vật này vật kia là con vật mammut, voi mammut là có mặt. Tôi nói một cái con số nôm na là cách đây từ mấy triệu năm hay là mấy trăm nghìn năm. Mà trong khi đấy khi nghe nói rằng là loài người mới được dựng nên 6.000 năm nay, tôi đúng không ạ? Tôi đúng không ạ? Loài người mới dựng nên 6.000 năm nay, nhưng mà còn những cái loài kia thì mà mấy triệu năm, hay là có những cái loài mà loài cây hay là thậm chí là khủng long hay gì đấy là trước đây bao nhiêu triệu năm vậy. Nó có mâu thuẫn không? Kinh Thánh không mâu thuẫn này anh chị em. Lời Chúa nói rằng đó là ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất là vô hình và trống không. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, câu 2. Và Đức Chúa Trời phán rằng ấy, hãy có sự sáng thì có sự sáng. Cho nên là một số học giả của Kinh Thánh họ nói là từ câu 1 cho đến câu 2 có thể cách nhau hàng triệu năm hay là bao nhiêu năm đấy chúng ta không biết được. Anh em rõ không? Tức là Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên ấy, có một trước khi mà có vườn Adam, có Eva ấy, thì là trước đó là có Ngài đã tạo dựng nên có một cái sự đằng trước đó mà chúng ta không biết, nhưng mà trước đó là dường như cái lúc đó là nó chấm dứt bởi sự phản loạn của Satan. Bởi sự phản loạn của Satan bắt đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. Có thể là một câu chuyện rất là dài. Sau đó phá tăng Satan phản loạn và bắt đầu bị đạp xuống và đất là vô hình và trống không. Và bắt đầu đến câu 2. Nên để cho chúng ta biết ấy, là từ câu 1 ở trong Kinh Thánh ấy, cho đến câu 2 nó có thể trải qua rất là nhiều năm, bao nhiêu triệu năm gì đấy mà chúng ta... Nhưng mà khi con người tạo dựng nên đó là 6.000 năm đến bây giờ. Amen. Đó là để cho chúng ta biết là từ buổi sáng thế cho đến bây giờ ấy là... những cái điều mà của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà tôi hiểu được cái điều đó thì tôi không có bối rối, tại vì mỗi lần cứ nghe những cái di tích khảo cổ, thậm chí của người Do Thái nữa, họ tìm ra nói rằng ok này có bao nhiêu triệu năm, có bao nhiêu điều kia có thể giải thích được cái điều đó như vậy. Cảm ơn Chúa để cho mình được không bị bối rối. Cho nên khi họ cho nên là chúng ta nhìn xem xung quanh thấy được có thể thấy được cái sự chính xác, thấy được cái điều mà công việc của Đức Chúa Trời Ngài làm. Cảm ơn Chúa vì các quỹ đạo rất là chính xác. Cảm ơn Chúa cho tất cả mọi sự. Và trong ngày cuối cùng này, người ta nói nhiều về những sự mà thiên tai, nói nhiều về sự động đất, nói nhiều về điều kia. Và lời cái này nói rằng anh chị em, trời đất và quả đất này, các quỹ đạo và bạn và tôi và gia đình bạn và gia đình tôi ấy, và trái tim của chúng ta được cầm giữ là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây là trong Hebrew chương 1, tôi cũng nhớ là câu 1, câu 2, câu 3 gì đấy. Nói rằng ấy, là Đức Chúa Trời dùng lời đăng phán của Ngài, dùng lời rema của Chúa để cầm giữ muôn vật. Có nghĩa là lời của Chúa đi ra đó là lời đó có sức mạnh, nó có quyền năng giống như là nhà máy nguyên tử cung cấp điện cho thành phố, hoặc là các nhà máy điện cung cấp điện ấy, cung cấp năng lượng cho ta đang dùng và được sinh hoạt ở đây ấy. Thì chính lời Đức Chúa Trời ấy là đi ra từ ngày đầu sáng thế như thế nào ấy, và quyền năng đó nó vẫn còn để mà cầm giữ muôn vật anh chị. Amen không ạ? Quyền năng đó vẫn còn để cầm giữ muôn vật. Đó là như mắt xem thấy, chúng ta ở đây con nói là như cho nên họ không thể bào chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Ở đây cái nan đề không phải là họ không biết, mà nan đề đó là họ biết. Nan đề đó là họ biết nhưng mà không tin và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Ở đây chính là cái vấn đề anh chị em, và chúng ta ghi nhớ cái chỗ này, bởi vì ấy là kẻ thù ấy, là khi mà kẻ thù nó không đánh ấy, là khi mà nó có đánh nhiều trận chiến
cái trận chiến đầu tiên là Chúa Giêsu đã đánh rồi. Trận chiến đầu tiên ấy, là Chúa Giêsu đánh từ nước tối sang nước sáng láng, là Ngài đã đánh, và có người đến nói về Chúa cho chúng ta để chúng ta được tin Chúa. Và đó không phải tự chúng ta từ nước tối sang nước sáng được, mà là chính quyền năng của Con của Ngài là Giêsu Christ, bởi huyết quyền năng của Chúa đưa chúng ta từ nước tối sang nước sáng. Nhưng khi mà chúng ta ở trong nước của sự sáng rồi thì đây là cái câu mà chúng ta cần nên lưu ý, đó là bởi vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng mà không làm sáng danh Ngài và không còn tạ ơn Ngài nữa. Tức là những con người này họ biết Đức Chúa Trời nhưng mà không tìm kiếm Chúa, và đây là cái nan đề mà chúng ta cần lưu ý, bởi vì cái con người xác thịt của chúng ta ấy, chúng ta cần phải tỉnh thức luôn luôn để mà xử với nó. Amen. Cảm ơn Chúa. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển. Ở đây câu 22 là nói lên bản chất của một điều gì anh chị em? Xưng là khôn ngoan nhưng mà trở nên điên dại. Ở đây nói lên một giống như Nimrod ngày xưa nói rằng ấy, là bây giờ hay kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau xây một cái tháp ba bên cao đến tận trời. Đấy, cái tháp này đi, bởi vì ấy, không có thì Đức Chúa Trời làm tản lạc chúng ta hết, đúng không? Mỗi người một phương. Mà chính cái điều Nimrod sợ ấy là cái điều đã xảy ra, mà cái động cơ của Nimrod làm ấy đó là muốn leo đến tận trời, muốn ngang bằng với Đức Chúa Trời, và đó là cái lòng của sự kiêu ngạo của chúng ta, rằng hãy để cho đánh tan nó đi. Và thưa với anh chị em, Nimrod xảy ra trong đời ngày xưa như thế nào thì ngày nay con người cũng đang tìm cách làm ấy như vậy. Cái ngôi nhà tòa tháp chính phủ của châu Âu ấy thì họ dựng lại nó theo dình hình giống hệt cái hình của cái Nimrod xây tháp ngày xưa, tháp ba bên ngày xưa. Nếu như bạn nhìn cái ngôi nhà ở tại bên Bỉ ấy, là chỗ đấy là chỗ gì, chỗ thủ đô của EU ấy, ông Thắng đi du lịch nhiều có nhớ không, thủ đô của EU nó gọi là cái gì nhỉ, ở bên Bỉ ấy nhỉ. Tự nhiên tôi quên. Bên đó cái nhà tòa nhà của châu Âu ấy thì là nó giống hệt cái tháp ba bên, mà gọi là nó bị đánh sạp đi một nửa. Nên anh em ngày nay ấy, và Antichrist đến là gì? Đó là nó xây dựng lại cái tháp mà ngày xưa đã bị đổ đó. Đó là mà là chỉ có một con người, một đồng tiền, một tôn giáo. Và đó là cái ý của con người. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Ở đây thật ra đó là gì? Đó là cái linh của Satan là vốn là sự kiêu ngạo và sự điên dại. Vốn là kiêu ngạo và sự điên loạn. Vốn là những cái điều đó. Và họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng, điểu, loài chim đấy. Tức là họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời nhé. Và Chúa Giêsu nói là các ngươi không tìm vinh hiển của Đức Chúa Trời, chỉ tìm vinh hiển toàn tìm vinh hiển đâu ấy. Toàn tìm vinh hiển đâu chứ không tìm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ok. Và đây là đó là tìm vinh hiển của sao? Của lấy hình tượng của loài người này. Lấy hình tượng của loài người, đây là có thể là những siêu sao, có thể những người chúng ta ngưỡng mộ, hoặc là có thể là những cái hình tượng để tôn thờ, và chúng ta thấy khắp nơi mà để tôn thờ, và họ muốn gạt đi, biết là có ông trời, biết là thờ trời, nhưng mà ấy, còn nhưng mà không có biết thờ trời như nào, nhưng mà thờ ấy là thờ kiểu gì ấy, để lấy các hình tượng này, rồi của con người, của chim, của thú, của côn trùng. Mà lời Chúa nói rõ ràng là sao? Thờ cái ngươi thờ cái gì thì giống như cái đó. Ngươi thờ như thế nào thì giống như vậy. Chúng ta muốn giống ai thì hãy thờ đối tượng đó. Cảm ơn Chúa. Amen. Và Đức Chúa Trời chúng ta là đấng mà bây giờ trong Chúa Giêsu Christ mà chúng ta có thể được nhận biết Ngài, có thể nhận được bổn tính của Ngài, cho nên chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ được trở nên giống như Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Và đó, cái sự trở nên giống như Ngài đó không phải bởi cố gắng của chúng ta, mà bởi vì Chúa, con thờ phượng Ngài. Và đơn giản giống như tôi đi tắm nắng, đơn giản giống như tôi đi vào zone nền ba đền, tức là đi tắm nắng, đi ra ngoài sửa ánh nắng. Và đơn giản khi mà tôi tiếp xúc với ai đó nhiều ấy, thì tôi càng trở nên giống với người đó. Thì cũng giống như vậy, khi chúng ta thờ phượng Chúa thì chính Chúa nói rằng ấy, là chúng ta sẽ được hóa lên một ảnh tượng giống như Chúa vậy. Chúng ta được hóa lên một ảnh tượng giống như Chúa, và đó là cái điều mà chúng ta vui mừng, một điều mà chúng ta có thể mà chờ đợi và trông đợi Chúa, anh chị em. Chứ nó không gì quá khó cho Chúa, anh chị em. Điều Chúa cần đó là một tấm lòng tan vỡ mà thôi. Amen. Chính chúng ta cũng nói tấm lòng tan vỡ. Tấm lòng tan vỡ đó là khi đến với Chúa, Chúa ơi, con mềm mại ra đối với Ngài. Đến với Chúa thì chúng ta thấy đây là những điều cần bỏ. Họ tự, tức là bỏ những sự khôn điên dại nhé, cho mình là khôn ngoan. Đến với Chúa nói rằng Chúa, Ngài biết tất cả. Chúa ơi, Ngài là khôn ngoan hơn tất cả. Xin Ngài chỉ cho con biết. Và Chúa, ở trong Ngài con sự bình an. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Một cái tin vui mừng ở đó là chúng ta có thể trở nên giống như Chúa được, anh chị em. Có thể trở nên giống như Chúa được. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng mình không cần được thay đổi, hoặc là mình đã thay đổi và chán rồi ấy, thì thưa anh chị em, tôi khích lệ và tiếp tục ấy, đó là chúng ta hãy hướng về nơi Chúa. Và ở trong Ngài không có gì là quá muộn, ở trong Ngài không có gì là quá khó. Bổn tính của Đức Chúa Trời là sự cao thượng, bổn tính của Đức Chúa Trời đó là những sự ngay thẳng, bổn tính của Đức Chúa Trời đó là những cái điều mà khiến chúng ta được thịnh vượng ở trong Chúa. Bởi vì lời Chúa là khi mà ở trong
trong Ngài và trong bổn tín Ngài thì sự thương xót, tức là sự thịnh vượng và mọi cái sẽ đi theo chúng ta, sẽ đi theo chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Câu 24 nhé, chúng ta xem. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế. Ở đây chúng ta lưu ý câu này mà kính sợ Chúa anh chị em. Bởi vì khi mà đã cố, mà đã đi thì Đức Chúa Trời để mặc luôn. Để mặc luôn ấy. Cái này không phải là Ngài ấy đâu, mà là đây là cái cách làm việc của Đức Chúa Trời chúng ta hiểu. Người con trai, người trong chuyện là đứa con trai hoang đàng ấy, đứa em đến nói với cha, cha chia đồ cho con để con đi, đi xài, đi bụi đời. Người cha nói sao? Người cha không nói là không nói phạt, không nói mắng, không làm giống như là giống như con người thường làm. Mà trong câu chuyện này người cha đó nhảy của Đức Chúa Trời thì người cha chia cho đứa em. Phó, ở đây câu này nói rằng Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế, ham muốn tình dục đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Cho nên dường như ấy là khi mà cái xác thịt nó đi chiều đeo ấy thì dường như là phải cho nó no. Và đây là dường như một cái luật ra anh chị em. Tôi để ý là rằng người ở Đức này ấy, một cái luật ấy. Ở Đức này tôi để ý rằng đó là thường ấy mà những luật mà họ phanh phui ra ấy là không phải là những chuyện lúc đầu đâu, họ phải chờ đợi mà gọi là các bằng chứng cho nó nhiều hay cái gì đấy gọi là trốn thuế gì đấy thì sau đấy lợn béo họ mới giết thịt. Cái có thể tạm gọi là như vậy mà ở Đức này nó theo dõi rất là lâu cái gì đấy. Nhưng mà đấy là theo cái con người thôi, nhưng mà còn theo cách của Đức Chúa Trời ấy, chúng ta có thể thấy được rằng đó là cái cách của Chúa, đó là Chúa làm sao, đó là Chúa phó những cái người mà cứng lòng và cố sự kiêu ngạo đó mà điên dại đó thì là đi theo gì, đó là đi theo cái sự ham muốn thân thể mình, làm nhục thân thể mình. Cái câu tiếp theo chúng ta trở lại nhé, khi mà con người như vậy ấy, thì là suy nghĩ của họ không còn tỉnh táo nữa. Khi con người như vậy đi như vậy thì là suy nghĩ của họ không còn tỉnh táo. Ở trong câu 21 thì có nói là lòng họ ngu dốt đầy những sự tối tăm, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Chúng ta thấy ở đây ấy, đó là tức là khi mà không có thờ phượng Chúa và lấy sự vinh hiển khác Ngài ngoài Ngài để thờ phượng ấy thì là lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Và có nghĩa là cái đầu óc ấy có thể là thông minh nhưng mà suy nghĩ rất là tối. Anh em có nhớ câu Chúa Giêsu nói rằng ấy, nếu như con mắt ngươi mà sáng thì là sáng, nhưng mà đáng lẽ nó sáng nhưng mà nó lại là tối thì sự sáng đó sẽ tối lên chừng nào, đúng không ạ? Cho nên lưu ý rằng đó là sự thông minh mà cộng với lại sự tối tăm ấy thì nó sẽ rất là kinh khủng. Cho nên chúng ta thấy Amen, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài phó họ vào trong, Đức Chúa Trời phó họ cho những cái sự mà sự tối tăm. Đức câu 25. Câu 24, cho nên Đức Chúa Trời phó họ vào trong ô theo lòng ô ấy, mình há muốn đến nỗi làm nhục thân thể mình nữa, tức là làm nhục thân thể của mình. Và một trong những cái ngày cuối cùng này anh chị em, tôi thấy là có nhiều người họ xăm mình ấy, mà họ trở lại tin Chúa. Bây giờ cái vết xăm đó họ không có sửa lại được, Chúa vẫn dùng, Chúa vẫn tha thứ. Nhưng mà một trong những cái văn hóa trong ngày cuối cùng này đó là cái về xăm mình. Cái xăm mình ấy, đó là một cái mà một cái hình thức, nó là một dạng thôi, không phải tất cả. Đây là nhục thân thể của mình. Tức là Chúa nói là trong thân thể của Chúa tạo dựng nên đây đừng có xăm. Đừng có gọi là xăm mà gọi là xăm vào đấy, vân vân. Và cái ý nghĩa làm nhục thân thể của mình đây có nghĩa là dùng thân thể của mình ấy, mà mấy câu sau chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy đó là không có dâng vinh hiển cho Chúa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, lấy sự dối trá kính thờ hầu việc loài chịu dựng nên thay thế cho đấng được dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Con người tưởng mình là khôn ngoan nhưng mà lại thờ tạo vật, đáng lẽ đấng tạo hóa không thờ nhưng mà đây lại là thờ tạo vật. Đây và Chúa nói rằng đó là Chúa đã phó cho cái sự điên dại hay là phó cho sự ngu dại đấy, tức là lấy sự dối trá này kính thờ hầu việc loài được dựng nên. Và ở đây chúng ta có thể nói rằng có thờ có thiêng ấy, có thờ có thiêng đó là thờ đủ loại hết đấy, không phải chỉ người Việt Nam có thờ có thiêng mà các nơi cũng giống như vậy cơ. Cũng giống như vậy nữa, tức là thấy cái gì nó hợp lý, thấy cái gì nó logic, thấy cái gì ấy mà nghĩ rằng để cho nó không có bị hoạn nạn ấy, để được lộc được phước ấy thì là đó là thờ. Và câu 26, ấy vậy vì cơ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho những sự tình dục xấu hổ, vì trong phòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách tái tự nhiên. Câu 27 nó đi cùng một ý, những người đàn ông cũng vậy bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà hun đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông với đàn ông mà phạm những sự xấu hổ và chính mình họ phải báo chịu những điều báo xứng đáng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng xấu hổ đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Ở đây là cái sự kính sợ Chúa anh chị em. Tức là bởi vì con người mà cố tình mà đi theo như vậy ấy, giống như là Chúa mà tức là để cho phó đi vào những sự mà nhục dục xấu hổ và phạm những sự không xứng đáng. Và đây là cái cách làm của Chúa anh chị em.
đây đây là cái làm Chúa để chúng ta kính sợ Chúa, để chúng ta kính sợ Chúa. Và những câu sau đây là nói về cái hình phạt của Đức Chúa Trời, nói về hình phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng đó là con người khi mà ở trong rơi trong dạng như vậy ấy, thì là suy nghĩ lòng tối tăm, suy nghĩ không tỉnh táo, cho nên là giận dữ này, kinh hoàng và sợ hãi này, và những cái mặc cảm, những cái cay đắng, những sự không tha thứ, và cái nó xuất phát ấy. Và qua đây chúng ta thấy rằng đó là nó xuất phát từ nó từ cái sự mà không nhìn biết Đức Chúa Trời, và sự không thờ phượng đúng, không vừa được. Qua đây chúng ta có thể thấy được rằng đó, anh chị em, chính Chúa Jesus Christ, Ngài đã đến với chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta, và Ngài đã sống lại cho chúng ta. Và Chúa Jesus Christ, Ngài đã vạch một con đường, và lời kinh thánh nói là Ngài đưa tôi, bạn và tôi từ trong nước tối tăm sang nước sáng láng của con cái Đức yêu dấu của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa, không ạ? Cảm ơn Chúa. Cho nên qua đó chúng ta thấy được rằng ấy, qua việc mà đọc đoạn kinh thánh này, anh chị em, thành Roma ngày xưa đầy dẫy những thần tượng, đầy dẫy những thần tượng, và chính vì đó mà Phaolô nhìn thấy thành Roma thần tượng như vậy, ông bức xúc và ông viết lên cái câu này. Hỏi anh chị em, nhân chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam chúng ta khi mà có những thần tượng như vậy thì tôi tin rằng đó nó cái đầu tiên đó là chúng ta điều mà tốt nhất chúng ta có thể đem Chúa Giêsu đến cho người thân của chúng ta, nhận biết Chúa Giêsu trong đời sống của mình, và đem Chúa Giêsu nói với người thân của chúng ta, thay vì nói với người ta hãy đạp đổ thần tượng đi. Tôi anh chị em, tôi thấy cái đó tôi cảm nhận qua kinh nghiệm là không hiệu quả. Đối với người thân chúng ta là những người đang thờ thần tượng, hay nói với họ rằng đó là nhận biết Chúa Giêsu. Và khi họ biết Chúa Giêsu ở trong người họ được lớn lên rồi, thì họ tự nhận biết là phải làm cái điều gì. Amen. Gọi bởi vì khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ lui đi. Amen. Amen. Cho nên ánh sáng đến thì bóng tối sẽ lui đi. Nên chúng ta đừng tập trung vào thần tượng, mà chúng ta cảm ơn Chúa đã thoát khỏi thần tượng rồi. Chúng ta có thể nói cho những người thân ở Việt Nam, những người thân ở nhà, và là đó là đến với Chúa Giêsu, đó chính là thờ trời, đó chính là đến với đấng mong bà mình kêu đó. Bây giờ mình không phải gọi là ông nữa, mà là Đức Trời là Cha của chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh ở trong Đức Thánh Linh, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta được gọi ông trời là Cha. Và cảm ơn Chúa bởi vì Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng ta, và tôi tin rằng đây là thời điểm mà Chúa Thánh Linh đang làm ở tại Việt Nam. Amen. Chúa Thánh đang làm ở tại các nơi, và tôi cũng tin rằng đó là ngày cũng và chúng ta cầu nguyện để cho sự phấn ưng đó đến ở tại châu Âu này. Amen. Amen. Và Chúa luôn ở cùng chúng ta, anh chị em. Chúa nên nhớ rằng đó là Chúa Ngài luôn ở cùng bạn và tôi. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta được thờ phượng Chúa và được trở nên giống như Ngài. Thờ phượng Chúa, được trở nên giống như Ngài. Và thoát khỏi cái lối suy nghĩ và nếp cũ. Và bây giờ thì chúng ta có thể còn có những cái lối suy nghĩ, còn có cái nếp suy nghĩ cũ, và qua những cái điều này chúng ta thấy được là như vậy thì là tôi cần điều chỉnh hàng ngày. Có những lúc mà tôi đi theo những lối suy nghĩ cũ, có những lúc mà cũng đi theo cái lối suy nghĩ như ở trong đoạn kinh thánh chúng ta đọc ấy, đó là lối suy nghĩ theo kiểu con người. Thưa vị, Phi-e-rơ nói rằng ấy, đó là Chúa Giêsu, Chúa Ngài không chết đâu, Đức Chúa Trời lo cái tốt cho Ngài đến, làm sao mà chết được. Chúa nói sao, Chúa của Đức Phi-e-rơ luôn nói rằng sao ta hãy lui ra, bởi vì ngươi nghĩ theo việc con người, nghĩ theo cách của Chúa khác với nghĩ theo cách của con người. Amen. Amen ạ. Và xin Chúa, vậy thì xin Chúa cho bạn và tôi được thờ phượng Chúa ơi, con thờ phượng Ngài, con muốn bỏ tất cả để mà thờ phượng chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen. Muốn được thấy Ngài không phải là cái hình tượng nữa. Và xin Chúa Ngài soi sáng trong lòng của con, trong đầu của con, để con không muốn tôn một cái điều gì, không muốn có một cái động cơ nào đó. Xin Ngài soi sáng để Ngài làm sạch cái động cơ trong người con, bởi vì con biết được rằng ấy, đó là khi đi thờ phượng Chúa, Chúa nói rằng đó là nếu ai bỏ tất cả mà đi theo Ngài và thờ phượng Chúa ấy, về cha mẹ, ruộng vườn, con cái, tất cả mọi cái đó, thì Chúa Giêsu nói sao, 100 lần hơn không những trong đời này mà cũng trong đời sau có sự sống đời đời nữa. Thế anh chị em, 100 lần hơn trong đời này, cái đấy là đã là cảm ơn Chúa lắm rồi, nhưng mà còn đời sau đó là sự sống đời đời, đó là cái quý nhất, đó là cái quý nhất mà cái mà khiến cho giúp cho dòng dõi chúng ta có ơn đến ngàn đời, đó mà con cho đến con cái của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ở đây anh chị em, đó là cái chúng ta thấy như vậy, chúng ta qua đây ấy, là sự cần thiết để thờ phượng Chúa, thực sự cần thiết để mà đến thờ phượng một đấng chân thần, không có đi theo những thần tượng ở trong thế gian. Và chúng ta có thể biết mà khi mà làm chứng và nói cho người khác, không phải là mà không phải là nói bỏ thần tượng, mà thật ra đó là nói giải thích và nói về Chúa Giêsu như thế nào. Thưa anh chị em, hãy suy nghĩ, bạn hãy về suy nghĩ trong một tuần sắp tới đây, có thể suy nghĩ nói rằng đó là suy nghĩ là khi mà tôi nói về Chúa Giêsu tôi sẽ nói như thế nào, khi nói về Chúa Giêsu tôi sẽ nói cái điều gì. Có thể Thánh Linh sẽ hỏi như vậy, thì rất là đơn giản, nó bắt đầu từ cái điều gì mình nhận được thôi, vân vân. Và chính cái đó chính là đấng, Ngài là đấng mà chúng ta tôn thờ, Ngài là đấng mà ở trong đời sống của chúng ta, để cho chúng ta và Ngài là
thần tượng của chúng ta. Amen. Và không phải đây là một cái thần tượng mà giống như là bên nhà thờ hay bên công giáo hay là những nơi khác chúng ta thấy đứng trước một cái thần tượng đó thờ. Tất cả mọi cái điều đó đấy là gầm ghiếc của Chúa. Lời Chúa nói là đây này. Chúng ta thấy ở đây là Chúa nói là đó là thần hình tượng của con người, hình tượng của điểu thú côn trùng. Những hình tượng của con người mà đứng trước thờ ấy, đó là một sự gớm ghiếc trước Chúa, đó là một sự vi phạm điều răn đối với Đức Chúa Trời. Cho nên là không khi mà biết Kinh Thánh thì chúng ta thấy làm sao mà có thể chấp nhận được khi mà thấy giáo hoàng, mà tôi xin lỗi phải nói lên cái nhân vật, bởi vì ấy, đó là khi mà thấy những con người linh mục và những con người khác mà họ hôn những cái tượng, hôn thánh giá, hôn tượng Chúa Giêsu, hôn tượng của bà Maria vân vân. Rồi chúc phước trong Giêsu một chút của những người đó, nhưng mà những cái đó là những cái mà lời Kinh Thánh chúng ta thấy rằng đó là sai, chúng ta không thể bắt chước được. Amen không ạ? Cái sai bởi vì để chúng ta thấy, chúng ta cảm ơn Chúa cho những người mà tin Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cho người anh em công giáo vân vân, nhưng mà chúng ta có một cái nhìn để rõ và biết phân biệt Kinh Thánh nói gì và để cho chúng ta không có bị sai lầm. Amen. Chúa ban phước anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện đây nhá. Có câu hỏi gì không? Ok, mình cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho bài học ngày hôm nay về trong Roma, lời của Chúa là sống và linh nghiệm, lời của Ngài có quyền năng nâng đỡ muôn vật. Con cầu nguyện chúc của đền dân sự anh chị em chúng con để lời đó nâng đỡ trên đời sống, trên cá nhân, trên gia đình, trên cơ thể, trên tim mạch, trên thân thể, trong tâm hồn của anh chị em chúng con. Con cầu nguyện lời của Ngài đã làm trọn mọi điều và xin ban phước từ lời của Ngài theo lời hứa của Ngài đến đó là ngàn đời được phước. Chúng chúc trên dòng dõi của những con người đang nghe đây trong danh Giêsu Christ mà sự ban phước đến ngàn đời. Con cảm ơn Ngài đi trước và Ngài mở đường, Ngài đấng chiến đấu khải hoàn, tôi công bố sự trang khải hoàn đó chúng con trong tuần này, trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm ơn sự chữa lành trên dịp Tết, cảm ơn sự chữa lành và sự khỏe mạnh và trên các anh chị em cho sự giấc ngủ được đến cho những ngày chị em của chúng con ca hiệu, chúng con cả cho chúng con đêm này giấc ngủ bình an. Cảm ơn Cha Ngài, xin Cha Ngài ban lệnh những đội quân thiên sứ Ngài bảo vệ chúng con bên trong bên ngoài và toàn bộ trên dân sự của chúng các cháu đi học nữa được mọi sự bình an và an toàn. Cảm ơn Cha, chúng con ở trong một vòng ảnh hưởng mà không có bất kỳ một tai họa nào đến, được bình an ở trong Ngài, trong danh Giêsu Christ. Chúng con dâng bình an lên cho Ngài và cùng cầu nguyện trong danh Giêsu Christ. Amen. Amen. Dự định là mình gói học trong thời gian như thế này thôi, anh chị em thấy amen không? Amen. Vâng. Còn ai có câu hỏi gì đấy thì có thể hỏi tương giao. Ok. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước. Tôi thấy vui bởi vì có hai chị em đó là chị Hòa và Hằng chiến đấu cho sự mất ngủ thì bây giờ là bắt đầu đi vào ngủ được rồi. Cảm ơn Chúa. Vâng. Chứa dư ngủ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa có thời điểm Chúa cho thức đêm để tâm sự với Chúa. Dạ. Chúng ta tuần này sẽ cầu nguyện đêm cho ban phước cho tuần này. Và tối thứ bảy dạ. Tối thứ bảy cầu nguyện đêm. Ok, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước suy gẫm trong lời Chúa. Ngủ dậy và thức dậy, nghĩ điều đầu tiên là nghĩ đến Chúa. Amen. 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 Đặt câu hỏi là Chúa ơi, không biết là ngày về gặp Ngài sẽ như thế nào nhỉ? Những thông tin thời sự thì càng ngày càng căng thẳng. Chúng ta cầu nguyện và Chúa luôn là cùng có lời hứa của Ngài cho chúng ta. Amen. 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 Chào ông Thắng. Vâng. Chào cả nhà, chúc cả nhà. Chào cả nhà. Chào. Vâng. Chào chị Hương. Chào Thanh Mạc ạ. Chào tiệm nail spa. Spa. Vâng. Nail ở xa như lại gần. Cảm ơn Chúa. Dạ. Ok, em chào đây ạ. Vâng. Chào Thanh Mạc nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Vâng, chào.